Nhộn nhịp và khẩn trương, đó là không khí đang diễn ra tại các công trình thi công các dự án giao thông kết nối ở công cảng Cái Mép Thị Vải. Và với quyết tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, sự nỗ lực của các đơn vị liên quan thì các dự án giao thông mang sứ mệnh là kết nối giao thông giữa cụm cảng Cái Mép Thị Vải và các nơi đang từng bước hoàn thiện và đạt được tiến độ đề ra. Trong giao thông kết nối cảng biển, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng đã và đang triển khai, sẽ tạo đà hiện thực hóa kỳ vọng cụm cảng Cái Mép Thị Vải trở thành cửa ngõ phía Nam. Trong đó, hiện 3 dự án đã đưa vào khai thác. Đường liên cảng Cái Mép Thị Vải dài hơn 18 km với 6 làn xe là tuyến đường khai thác hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp dọc sông Thị Vải. Dự án khởi công năm 2009 với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Đến nay, đường liên cảng Cái Mép Thị Vải đã thông suốt từ điểm đầu cảng Cái Mép Hạ đến điểm cuối là đường dẫn lên cầu Phước An thuộc thị xã Phú Mỹ. Đường Phước Hòa Cái Mép bắt đầu từ điểm giao quốc lộ 51 nối đến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải dài hơn 4,4 km, bao gồm 4 làn xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư 954 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách tỉnh. Dự án hoàn thành sẽ giúp vận chuyển hàng hóa từ các cảng vận chuyển lên xuống quốc lộ thuận lợi hơn. Quốc lộ 56 tuyến tránh thị xã Bà Rịa có tổng chiều dài 12 km, quy mô mặt cắt ngang 46 m, 4 làn đường chính và 2 làn đường gom, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Tuyến đường hoàn thành giúp tránh xe đi vào nội thị thành phố Bà Rịa, hạn chế ùn tắc, ảnh hưởng môi trường. Công trình cũng rút ngắn cung đường chở hàng hóa từ các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải, Long Sơn ra cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đến các khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải đã yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực để nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang thực hiện. Đơn cử như dự án đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép có tổng mức đầu tư hơn 3.951 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai gói thầu xây lắp chính là gói thầu số 36 và gói thầu số 37. Theo đơn vị thi công, quá trình thi công dự án gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài, thiếu nhân lực và trượt giá do vật liệu, nhất là thép tăng cao. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn cố gắng thi công dự án đảm bảo theo tiến độ đã cam kết. Theo đó, gói thầu số 36 đang được đơn vị thi công huy động phương tiện máy móc, nhân lực thi công tăng ca, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao để đẩy nhanh tiến độ lắp dầm cầu trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Hiện gói thầu 36 đã đạt 53% giá trị xây lắp. Theo tiến độ dự thầu thì sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Còn gói thầu xây lắp số 37, từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhác, đã hoàn tất các thủ tục liên quan và tổ chức khởi công vào tháng 6 năm 2020. Hiện nay, các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục phần đường và cầu vượt quốc lộ 51. Lũy kế giá trị thực hiện gói thầu số 37 đến nay đạt 20% giá trị xây lắp. Một vài cái điểm về cái mặt bằng thì là đến thời điểm này thì mới gọi là khắc phục xong. Ví dụ như là cái điểm giao quốc lộ 51 đó, và phía sau kia là đường ống khí thì nhà thầu cũng đã vừa thỏa thuận với được các đơn vị liên quan để bắt đầu tiếp tục thi công qua các vị trí vướng mắc đó. Tuy nhiên là những khó khăn đấy thì nhà thầu cũng đã cam kết với chủ đầu tư và tỉnh là vẫn tập trung thi công tối đa về nhân lực, nhân sự, nhân lực vật tư, vật liệu, tất cả mọi cái nhưng nhà thầu cũng đang là tập trung để đẩy nhanh cái tiến độ. Hiện tại là cái công trình cầu vượt này là chúng tôi đã cái sản lượng khoảng 40% rồi. Đấy thì dự kiến là khoảng cuối năm 2023 bọn tôi hoàn thành cái công trình cầu vượt quốc lộ 51. Thì đồng nghĩa như thế là có thể đẩy nhanh tiến độ được khoảng 6 tháng. Và cũng đúng như là cái cam kết của đơn vị với tỉnh và ban quản lý dự án. Dự án đường Long Sơn Cái Mép có chiều dài toàn tuyến khoảng 3 km. Trên tuyến gồm cầu Sông Rạn, sàn bê tông cốt thép vượt rạch ngọn Nhu Điền, nút giao đường 991B với đường Long Sơn, Cái Mép. Dự án bao gồm 6 gói thầu xây lắp chính. Gói thầu số 39 xây lắp cầu Sông Rạn đã triển khai thi công trong tháng 6 năm 2020. Hiện nay, các nhà thầu đã hoàn thành công tác đắp cát
và đang thi công đại trà, cọc đất, gia cố xi măng. Khối lượng thực hiện đến nay đạt 11% giá trị hợp đồng. Còn các gói thầu khác, các đơn vị thi công khẩn trương triển khai khi thi công ngoài hiện trường theo tiến độ. Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép Thị Vải đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án đường sau cảng Mỹ Xuân Thị Vải là dự án phục vụ cho hệ thống nhóm cảng biển Mỹ Xuân Thị Vải với tổng chiều dài khoảng 2,7 km, tổng giá trị xây lắp khoảng 250 tỷ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban quản lý dự án tiến hành khởi công từ tháng 6 năm 2020. Cho đến nay, các gói thầu đã được triển khai đồng loạt và theo tiến độ thi công thì đến tháng 6 năm 2023, dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ của hợp đồng. Được biết hiện nay thì các cái dự án giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải thì chúng ta đã đạt được 50% khối lượng công việc. Thì trong quá trình thi công các cái dự án này thì phía đơn vị của mình có gặp những cái khó khăn vướng mắc như thế nào ạ? Trong suốt thời gian vừa qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo bằng những cái buổi họp giao ban hàng tháng, bằng những buổi đi thực địa ở tại hiện trường. Lãnh đạo đã chỉ đạo và giải quyết nhiều vấn đề thủ tục và yêu cầu ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công bằng những biện pháp cụ thể. Tuy nhiên, các dự án mà ban đang triển khai thì có những khó khăn vướng mắc chủ yếu sau đây. Một, đó là đại dịch COVID trong năm 2020-2021 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. Bởi lẽ, các nhà thầu vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị và nhân công chủ yếu là ở ngoài tỉnh. Cái thứ hai, các dự án ở khu vực cảng Cái Mép Thị Vải phải đi qua các vùng đất yếu với chiều dài bùn trung bình từ 20 đến 30 mét. Do vậy, phải có những công nghệ xử lý nền đất yếu. Cái vấn đề thứ ba, trong thời gian vừa qua, giá vật tư tăng đột biến. Có những vật liệu như thép tăng đến 60%, cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, trong suốt thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ rất là nhiều của các địa phương có tuyến đường đi qua. Tuy nhiên, công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng có những lúc, những thời gian bị ảnh hưởng nhất định. Cầu Phước An là một dự án giao thông quan trọng đóng vai trò kết nối vùng và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của cụm cảng Cái Mép Thị Vải. Thì ông có thể thông tin chi tiết hơn về dự án này và đặc biệt là chúng ta có thể khởi công vào đúng trong quý 3 năm 2022 như là kế hoạch đề ra không thưa ông ạ? Cho đến thời điểm hiện nay, ban quản lý dự án đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế để tổ chức lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật sớm trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Và chúng tôi đang phấn đấu đúng theo tiến độ đã cam kết với lãnh đạo của Ủy ban tỉnh, đó là quý 3 năm 2022 sẽ khởi công dự án. Dự án này có tính kết nối với lại toàn bộ hệ thống cảng biển nhóm 5, kết nối giữa Bà Rịa Vũng Tàu với Đồng Nai, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Do vậy, lãnh đạo của hai tỉnh và các bộ ngành trung ương đang rất tập trung bố trí vốn cũng như là thúc đẩy để đẩy nhanh tiến độ thi công. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, sau một thời gian dài gặp khó khăn trong quá trình thi công thì hiện nay các dự án giao thông trọng điểm khu vực Cái Mép Thị Vải đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ để mà đạt được mục tiêu như kế hoạch đề ra. Chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.